Gip và Kim Bản. Gip quyết định đột phá, hãm phanh rất hay, xoay người thả rổ và cách biệt lại chỉ còn 2 điểm mà thôi. Quá căng thẳng. Vẫn đang là một cái ghi điểm uy tín trong hiệp đầu thứ tư. Vĩnh Quang bấm phách, 2 điểm của Vĩnh Quang. Đúng là Nha Trang Dolphin ngoài Big 3 thì vẫn cần những nội binh cần phải chứng tỏ giá trị. Không dễ để Quang Thầm quýt sang Phúc Vinh. Võ Kim Bản. Kim Bản ném rất khó. Chỉ còn 3 giây. Kencho Barkley không có điểm. Hiệp phụ hay là Dolphin sẽ kết thúc ngay. Sài Gòn Heat còn quá nhiều pha thủ kíp. Họ không cần phải mạo hiểm để cho đối thủ thực hiện một cú hấp có shot trong những tích tắc cuối cùng với tình huống ghi điểm của Kencho Barkley. Họ sẽ có 2 giây. 2 giây với bóng rổ cũng là rất nhiều. Không khác gì câu hỏi số 11 trong ai là triệu phú vậy. Như vậy là lỗi phản tinh thần thể thao của Dương Minh An. Từ câu 11 lập tức Nha Trang Dolphins đứng trước cơ hội ở câu thứ 15. Vận động viên Quốc Việt đã dành một chữ an tâm cho anh nhưng có vẻ là không ổn rồi. Đâu như là ghim đến mặt trượt. Quá nhiều ký ức ùa về. Và cả những ký ức ở VBA Final năm 2019 nữa. Vết xe đổ của Hoàng Ca vẫn còn đó. Và Gip cần phải tránh. Anh cần phải thành công với cú ném phạt này. Nhưng Gip đã không thành công. Quá nhiều cảm xúc. Dương Minh An được cứu. Chắc chắn là như vậy. Một tình huống tưởng là lỗi tốt của Dương Minh An. Nhưng khi trọng tài review thì xác định đó là một pha cố tình cản tình huống phản công ghi điểm của đối phương. Nhưng Gip với hai quả đánh phạt của mình lại không ghi được điểm. Lại quay trở về với một tình huống để cố giải quyết ở 2 giây cuối. Cho cao thủ Nha Trang Dolphin liệu làm được hay không đây? Chuyền cho ai nào? Phúc Vinh ném từ logo. Chúng ta lại có hiệp phụ. Lại là hiệp phụ ở CIF. Một lần nữa và Darius Gip thất bại với hai quả đánh phạt. Và cũng trước Sài Gòn Heat. Đúng khác. Là flashback 2019. Và một chút flashback nhẹ của game đấu tại Nha Trang trong regular season. Và một lần nữa, không biết là có ý đồ gì không, nhưng rất nhiều lần, hai lần, ít nhất là hai lần mà Gip ném trượt hai quả phạt và trận đấu kéo đến hiệp phụ thì chúng ta đều nhìn thấy hình ảnh của Dominic Thâm đầu tiên. Một vẻ mặt rất buồn của Dom Thâm. Nhưng ngày hôm nay thì tất nhiên cũng khó có thể trách được Mararius Gip. Anh cũng đã chơi hay trong trận đấu này. Và chỉ đến hai cú ném phạt cuối cùng với những áp lực cực lớn thì Mararius Gip có vẻ như đã không giữ được sự chính xác của mình. Và thực tế nếu không phải Gip thì cũng không mấy ai bên phía Dolphin dám bước lên. Và chắc chắn rằng mình sẽ làm được cả. Rất khó để chúng ta có thể nói một điều gì vào thời điểm cân não như vậy. Và bây giờ thì chỉ có một điều có thể nói, đó là hãy cùng tranh thủ nghỉ ngơi một chút, lấy lại trạng thái cảm xúc trước khi đến với hiệp phụ game đấu thứ tư trong series giữa Nha Trang Dolphins và Sài Gòn Heat.